Ơi cả nhà ơi, bữa nay Long sẽ làm cái món tiếp theo nha cả nhà. Đây là thịt bò này có thể là làm bò ăn ăn tái nha cả nhà. Nhúng nhúng giấm này kia đó, muốn làm cái gì kiểu gì cũng được nha. Cái thịt bò này ở đây thì có thêm mấy cái nguyên liệu dao rồi này kia nọ, làm cho cái miếng gỏi nó nhiều màu sắc đó cả nhà, rồi với lại ăn nó ngon thêm. Ở đây thì Long có thêm cái lá kêu là xà lách giống, hay là cái lá này nó quăng quăng nó cứng như cả nhà, nó tự tự như là cái lá bông cải xanh của mình á. Cái này ăn lá ăn nó rất là tốt cho cái đường ruột nha cả nhà, nó có nhiều chất xơ lắm, ăn rất là tốt nha. Bây giờ luôn có để thêm cái lá này vô đây nữa. Ở đây thì làm nước mắm thì có cái này chanh tỏi nè, cái này thì Long sẽ xào chung với lại thịt bò, rồi có thêm một miếng để ăn sống nữa. Bây giờ thì Long đem đi rửa sạch rồi sau đó là cắt cho cả nhà. Long đang chiên bánh phồng tôm nha cả nhà. Đợi một hồi chấm gỏi ăn. Giờ chiên lắm. Xúc gỏi chứ mà chấm gỏi. Cắt cái này Long bỏ mấy cái trắng trắng này ra nè cả nhà. Bỏ mấy cái này ra hết luôn. Tại cho nó đẹp nha cả nhà. Cái hộp này đem đi trồng được nữa nha. Rồi bây giờ luôn cắt nha. Cắt đây. Cắt cái mỏng cũng được, dài dày cũng được cả nhà. Cái này là tùy theo cái khẩu ăn của gia đình mình nha cả nhà. Thì Long đem ngâm với muối một xíu nha cả nhà. Hello đất kia hả con? Rồi mama đang làm đồ ăn xíu nha. Rồi thái mỏng nha cả nhà. Không phải là thái mỏng mà sắc sợi á cả nhà. Rồi hồi trộn với dao. Vậy nè nha cả nhà. Thời sống này gần chín rồi. Cái này Long cắt mỏng, đặng ngoài trộn với lại gỏi trộn sống. Cái này thì Long sẽ rửa sơ qua với nước cho nó bớt hăng nha cả nhà. Còn cái khúc này thì Long cắt là bự bự xíu, đặng một hồi Long xào thịt bò. Cái màu tiếp theo là cà rốt nha cả nhà. Cho xíu nước tương vô. Tương. Xíu hành nơ. Tỏi phi. Giờ Long trộn đều lên nha cả nhà. Giờ Long gáp lại, Long để trong tủ lạnh ướp khoảng 15 phút nha cả nhà. Tại trời nóng quá không có để ướp ở ngoài nha. Giờ nó cho tỏi vô nha cả nhà. Cái đó hạt hạnh nhân á. Giờ nó cho ớt vô cả nhà. Rồi quậy lên. Tao không có dám để nhiều ớt cả nhà, tại vì cay quá, mẹ ăn không được, rồi bên sàn ăn cũng không được, nó mình con ăn. Cho nên để ớt ít thôi, để cho nó có màu lên. Chén mắm xong rồi nha cả nhà. Chảo nóng rồi nha cả nhà, bây giờ Long cho bơ vô. Long cho miếng hành vô.
Rồi cho thịt bò hết vô luôn nha cả nhà. Thịt bò của Loan chín rồi cả nhà. Bây giờ Loan đem thịt bò xuống rồi đem đi trộn gỏi nha cả nhà. Rồi xong. Cây này là cây sung nha cả nhà. Cây này không gãy nữa. Không có sâu này chứ. Sâu nó cuốn hả? Vậy là phải ngắt mấy cái lá đó. Mâm sâu nha cả nhà. Mâm sâu đen á cả nhà. Ta sợ sâu lắm. Nè, quá trời cây mới cây lớn này là cây này mới có năm mà Long mua cái cây này có 9 đô cả nhà. Mà trồng nó lên nè. Ồ, nhiều. Một nhánh chắc cái chừng 8 trái vậy không hả? Ừ, mười mấy chục trái luôn nè. Chùm này không là 6 trái vậy nè. Vậy không chịu đấy, nhánh sao nha, không chịu nhánh 7-8 trái. Nhiều lắm á. Đơn giản thôi cả nhà ơi, đơn giản thôi. Cũng nay cũng trồng 8. Nói chung là cái gì cũng có nha cả nhà. Bây giờ Loan cho rau nha cả nhà. Cà gót. Cái rau nhúng, rau dúng, hành tây, ớt chuông Ý, rồi xoài. Trời ơi, rau không vậy? Rau không có ăn thịt nữa. Rồi cho một ít cái gì ta? Con cải tím. Cải tím cả nhà. Cái này nhỏ quá. Mình cho cái này cả nhà. Cái này như bảy sắc hồ vòng vậy á. Rồi Loan hốt một miếng cho chồng Loan, tại vì chồng Loan không có ăn thịt được. Giờ Loan cho trước hai muỗng sốt nha cả nhà. Trộn cho cái dao này nó thấm rồi xong rồi Loan để thịt vô. Giờ Loan cho thịt vô. Cho thêm một muỗng sốt nữa. Trộn luôn. Giờ mẹ Loan cắt sâu găm vô nha cả nhà. Cái này hộp đều để vô sau vô chút mà hay để luôn giờ mà. Để cái dĩa để cho ngắt lắm. Gắt lên. Rồi vậy là gà ăn được rồi đó. Xong rồi. Thơm quá. Quá trời thơm rồi. Rồi. Bày cái dĩa. Cho hạt điều vô nha cả nhà. Hành phi. Con cho bánh phồng tôm vô. Rồi vậy là xong rồi nè cả nhà. Cái dĩa này là của chồng Loan nha cả nhà. Kênh YouTube Loan's Kitchen. Chiều nay hai mẹ con Loan ăn gỏi cả nhà, không có ăn cơm. Ăn gỏi với lại bánh phồng. Gỏi bò bóp thấu. gỏi bò nha cả nhà. Thì cũng dễ, xào bò xong rồi rau củ quả cứ như vậy rồi nêm nếm vừa ăn để nước mắm làm vô ăn vậy thôi cả nhà. Ở bên Việt Nam thì ta nấu mẹ ăn đi, nêm nếm xong rồi mới trộn vô. Mình đâu biết, mỗi người có cách nấu khác nhau. Là cả nhà ăn nha. Con thấy cách này nó dễ. Nghe con găm chặt mà con ông nó xỉu. Con ông nó bay ngang mà nó xỉu. Kìa nó còn nằm đó, cả nhà nó bò. Chồng gõ ngang mà con ông nó xỉu. Tưởng nó chết, ăn nhờ đồng hồ nó ngồi dậy. Ngồi dậy nó bò. Nó chắc là cái mùi con găm á, nó tưởng thịt gà. Tưởng quen con ông. Mà cả nhà nha. Nước xá xị nha cả nhà. Đây, xá xị chó mặt xệ. Uống không ạ? À? Sao vừa ăn không? Xá xị chó mặt xệ. Đúng á. Chị nguyên hộp luôn cả nhà, hộp bánh phồng tôm nha.
với nước mắm với muối đường gì không? À, được ăn. Mời cả nhà nha. Ăn ngốc quá nhỉ, quá người quá. Ăn vậy nó không ngán tại vì có xài đủ thứ hết, nhưng sao không ngán được. Vừa như bảy sắc hồi vòng đó. Đủ thứ. Vô tiệm cái món này là tiền không thôi mà. Còn mấy chục đô á. Lấy muỗng ha. Lấy muỗng ha. Lấy muỗng chứ. Nó chấm nó mềm lắm. Ngon quá. Thẩm gà ngày nào cũng ăn cơm thôi à. Chuyển sang và ăn gỏi. Cho đỡ ngán. Này như bánh xèo á. Có ớt quý mà ớt. Ở trái dài á. Rau găm, nghe mùi rau găm. Không ăn mà nghe mùi rau găm thôi cũng mất đói bụng. Thịt bò mềm ha. Thịt bò này là cái loại sao ăn thỏ tái mà. Hào thịt bò 14 đô. Dầu găm. Mỗi lần mẹ tưới dầu găm là thèm hộp vịt trộn. Hộp vịt sốt me. Hộp vịt lộn sốt me. Thịt bò mềm quá, ngon. Ăn cái này phải hả, cái không cho bự. À. Nó nuốt hết à, bạn mới cắn được không có ngán này mà ha. Ừ. Thôi cuốn thử cái lát. Lát rồi lát ăn thử không sao. Đầy đủ rau, bảy sắc cầu vồng luôn phải không? Ơi. Trong ăn gì có rau ngon. Cái miếng thịt bò cắn đâu đứt tới đó thôi à. Không cần không cần phải dùng hết sức lực. Cái này lấy muỗng thôi mà, rang lên á. Chấm. Chấm. Kẹp lại về luôn cả nhà. Ăn bánh bông tôm biết ngậu nữa không? Đâu cay mà không. Nghe như là con sóc nó chạy lại đó.
cũng hưởng quá. Chắc cố không được á. Chắc cố không được rồi. Mời cả nhà nha. Nè, cái lá giống giống rồi hay sao? Được hả? Nó không có nhẵn phải không? Mà mẹ ăn không bằng mình nó thì nó nhẵn á. Chấm với nước mắm vừa ăn quá. Bữa chiều giờ lạnh, nó ăn có lạnh. Giờ đi thả diều được rồi. Quán này lại ngon lắm mẹ. Xà lách lắm. Cái này để nhiều đậu phộng nghe chắc béo không? Hết đậu phộng hết một đường. Gấp thịt đang đây mẹ. Đó, đã gấp cái này rồi, bắt đầu mới gấp thịt để lên. Miếng thịt nào quá trời bự. Thịt tái á. Thịt để làm thợ tái. Châu ồ. Đây lá dầu gió đây cả nhà. Nãy giờ mày gấp không có trúng hả? Rồi chấm miếng sốt vô. Ngon quá. Đám tiền ta có đãi nha mà. Ta làm khác mình. Trong gỏi chuối. Thơm, nó khế lắm. Khế hiếm. Trồng khế với chuối. Có chuối sống có. Nãy nó con đi mua chuối sống mà con quên. Nãy đi chợ Nam quên mua chuối sống. Con trộn này đổ với gan hết. Ở bên mình trộn chuối sống với khế cái chua. Ở đây mình trộn rau. Mình có gì sợ nấy.
Ngon không nói lên lời. Nó bay mất tiêu à. Tưởng nước mắm ăn không đủ. Dừng. Dừng. Uống thì gió thông lỗ tai luôn, lúc nào cũng bốc. Ngon quá. Cái hành hành tây sống và một cái hành tây xào chung với thịt bò. Ăn có ngán, chua chua ngọt ngọt. Chấm thêm bánh tráng. Bánh không tôm. Ừ, bánh không tôm nữa. Nửa chiên bánh tráng thử làm sao mà. Chiên bánh tráng. Thì ngon. Ủa sao bánh tráng này rất rất nhỉ? Đỡ nước vô á, nó mềm á, chuẩn bị nó mềm á. Bữa chiều hai mẹ con luôn là ăn gì xong là tối rồi, chỉ có ăn miếng trái cây, mới uống miếng sữa hạt rồi đi ngủ thôi nha, không có ăn thêm nữa. Nếu mà đói quá thì ăn miếng trái cây thôi, chứ ngoài ra không có ăn nữa. Nở đi mẹ. Hết nổi. Tại hôm dài ăn cơm đồ nhiều lắm đó nha. Không phải là chán cơm thèm salad, mà là tại vì hôm gà ăn nhiều món cơm rồi. Mình thay đổi khẩu vị xíu, ăn salad. Ăn vậy mà nó ngon. Nó no thiệt, nhưng mà một hồi ăn mấy trái cây khác là được, được rồi cả nhà. Nó không có nhiều, nó không có nhiều tinh bột, nói chung cũng được. Thôi Long xin kết thúc cái video, video chiều nay cả nhà. Món gỏi bò nè. Gỏi bò bóp thấu kiểu gì, Long không biết gọi là bóp thấu kiểu sao, nó kiểu gì. Người ta có bóp bóp bò nó không mà, phải không? Không biết có bắp bò không, nhưng mà cái bò này thấy ngon, ăn nó cắn tới đâu là đứt tới đó hả. Cái món thịt bò bảy trong gỏi, mà thịt bò gỏi bảy sắc cầu vồng đi cả nhà, kêu như màu đẹp quá, ăn kèm với lại bánh phồng tôm nha. Con cảm ơn cả nhà đã xem hết cái phần video của Long's Kitchen. Con chúc cả nhà có một buổi cơm ngon miệng. Thank you watching Long's Kitchen. Bye bye, bye, bye. Còn miếng mà ăn không hết. Đều béo.
cho con hộp luôn mày.